Xin chào mọi người, và bây giờ Sang sẽ giao cái S775 này ha. Dòng S775 này rất là hay mọi người. Giao cái S775 này đi Hàn Quốc cho em nó xuất ngoại luôn. Đi Hàn Quốc cho em Hương. Em Hương có đặt một cây Yamaha chuyên nghiệp và bền và đầy đủ sam lơ thì đây. Cây S775 này tuyệt vời, mà thật sự cây này cũng ít hàng lắm mọi người. Lâu lâu mới có một cây thôi. Đó, mọi người coi rất là đẹp nha. Đàn Sang bán là lúc nào phải căng mượt cái gì á. Zin căng mượt vậy ha, cái đàn nào mà nó không mượt thì Sang nói không mượt, còn đàn nào mượt Sang nói mượt. Ví dụ như cái này là quá căng, quá đẹp. Rồi, tiếp tục sẽ là mà mọi người và sẽ vào cái phần này mọi người, đây nè, những cái dữ liệu của Sang đây. Đó, mọi người thấy ha. Ở đây có nhiều băng tiếng, chẳng hạn băng dân ca. À, đặc biệt có cái băng mới đó là băng voice 4 lớp ha. Là tất cả những cái băng tiếng ở đây nó là 4 lớp hết chẳng hạn. Chanh là 2 lớp nè. À, 6 có 2 lớp đâu. À, đánh nó bình thường như vậy, đánh hai cái nó ra vậy. À, bầu 2 lớp. 4 lớp hết chứ lộn. Đó. Kìm ha. Đánh đơn thì nó vậy, mình đánh mạnh nó cái là nó rung ha. Càng. Ok, đây là những cái âm thanh 4 lớp của V18 ha. Và từ cái bản S775 này là ra nó xài được V18 ha. Và Sampler V18 đang chuẩn bị sang sắp cập nhật sau này rồi. Mà Sang sẽ demo sau. Đó, còn có băng nhầm cổ nữa mọi người. Ok ha, và bây giờ Sang sẽ test thử coi cái đàn chạy ngược mượt không. Ngon lành, vô điệu thử một cái nha. Rồi, ở trong phần điệu này mọi người sẽ thấy có bên phần USB. Là USB Sang có để làm sao nè. Đó, ở đây Sang có để là một phần là style Sampler V18, một cái là 3000 intro. Nếu 3000 intro chúng ta dập bấm vào á thì tất cả những phần ABCD nó hiện ra. Còn không có thì chúng ta cứ vô cái phần V18 này thì nó rất là nhiều điệu mới mọi người. Điệu mới rất là hay ha. Đánh đã tai lắm. Đó. Đó, bắn tới nóc luôn rồi. À, chưa kể là còn những cái điệu Buro mới nè, Ba Phương Anh nè. Một cái đàn mà đầy đủ sampler hay bền và đẹp như thế này thì chỉ có S775 đủ lên thôi mọi người ha. Rồi, xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video kỳ sau. Và bây giờ Sang tiếp tục sẽ là công đoạn gói hàng và gửi đi Hàn Quốc cho em Hương nha. À, và bây giờ Sang sẽ gói cái đàn này vô cái mút mọi người. À, gói mút xong bỏ với bao da rồi bỏ vô thùng ha, vì gửi về nước ngoài cho nên mọi thứ đều phải cẩn trọng tuyệt đối ha. Và đây là shop bong bóng mọi người. À, bóp vô kêu cốc cốc đã cả đã. Rồi, những quà tặng đi kèm cầm những gì? Má, mọi người hay nói là giá đàn bên Việt Sang hơi cao hơn chút. Nhưng này, mắt thì sắc là miếng. Sẽ có gồm những gì đây? Micro của Mỹ. Micro của Mỹ thì chỉ giá 800 ngàn luôn nha mọi người. Tặng nè, đó. À, cái này là cái Bluetooth ha. Này, cái mặt hàng này chỉ tặng từng lễ thôi chứ. Chứ cũng không có hàng gì đâu. Rồi, tặng luôn cái Bluetooth. Tiếp theo là cái miếng dán phím để cho dành cho những cô chú anh chị nào mà mới tập chơi ha. Giá sách của đàn. Quà tặng nhiều quá. Đây, quà tặng đặc biệt. Đây, những quyển sách ha, học đàn cấp tốc của Việt Sang, tuyệt đỉnh ha, không đâu có. Rồi, tiếp theo đây là cái bao da. Bao da mọi người. Bao da 5 lớp nha. Rất là xịn ha. Tiếp tục sẽ là cái chân đôi. À, và còn thêm là USB và Sampler V18 trong đây luôn. Xem như quà tặng trị giá phải gọi là trên 5 triệu đó người. Đó, cho nên nó rất là nhiều. Rồi bây giờ sẽ là công đoạn gói hàng nha. Đây, đầu tiên sẽ bỏ cái đàn nó lên đây. Ui trời ơi. Một lớp này. À. Tiếp theo. Bật nó lên. Đó, là thành. Ở đây 2 lớp nha mọi người. À, đây thêm 2 lớp nữa. Ta xin lần xíu đây. Đó, 2 lớp. Ở dưới đây là chồng lên 2 lớp nữa. Là coi như một cái này không là 4 lớp rồi. Và bây giờ xin bỏ vô cái bao da.
Mọi người coi bao da, trong bao da này cũng có mút luôn nha mọi người. Đó, bao da nó dày lắm. Đây, bao da này 5 lớp ha. Bản thân nó đã dày rồi. Cộng thêm cái này nữa thì rất là chắc chắn ha. Đi đường xa cũng không thành vấn đề. Thì sang cũng gửi gói đi Mỹ ngoài bạn. À, đầu tiên bỏ sắt vô nè. Chèn cái micro đây cho nó cứng nha. Chèn cái micro đây cho nó cứng. Bluetooth được cái luôn. Đừng có đây luôn. Đừng dục đụng ta. Hư đàn. Hư đàn. Không được, chứ không được. Chứ nó bị dướng cái gò nữa mọi người. Cái này thang sẽ rõ cho một miếng mút nữa. Ngắt luôn. Chưa hết đâu. Thêm một miếng mút nữa. Chưa hết đâu, thêm một miếng mút nữa nè. Ai. Ập lên, rồi bây giờ đẩy lại. Rồi, coi như xong công đoạn gói hàng và tặng rất là nhiều quà ha. Và bây giờ Sang sẽ gửi đi Hàn Quốc cho em Hương. Cảm ơn em Hương rất nhiều. Và chúc em Hương có một cây đàn mới chơi thật là vui vẻ.